Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Sức khỏe nghệ sĩ nhân dân Công Lý đang dần tốt lên, vợ trẻ tiết lộ bắt đầu xấu hổ vì điều này. Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hà, vợ trẻ kém 15 tuổi của nghệ sĩ nhân dân Công Lý thông báo ở thời điểm hiện tại tâm lý và sức khỏe của nam nghệ sĩ đang tốt dần lên. Cùng với đó, Ngọc Hà tiết lộ một chi tiết thú vị, đó là khi mặc chiếc áo vàng và bị mọi người trêu, nổi quá, Công Lý có phần xấu hổ. Vì thế, khi ra khỏi nhà, anh dặn đi dặn lại là khi vào viện phải mặc những chiếc áo thật tối màu, không được nổi. Đi vào viện, lúc nào Công Lý cũng đội mũ thật kín để không ai biết là ai. Dù chân còn đau và mỏi nhưng tâm lý lúc nào cũng sợ mọi người chỉ trỏ nên anh cứ cuống hết lên đi thật nhanh. Khi đi về nhà, dù mệt lắm lúc còn không muốn ăn nhưng anh vẫn cố nói với vợ, hai vợ chồng cố gắng nhé. Vào tháng 7 năm 2021, nghệ sĩ nhân dân Công Lý bất ngờ bị ngã, phải nhập viện cấp cứu khiến người thân, bạn bè, người hâm mộ lo lắng. Với sức khỏe và tâm lý hiện tại của bắt đầu, nhiều người cũng bớt lo lắng hơn và luôn mong nam nghệ sĩ mau chóng bình phục trở lại với công việc nghệ thuật. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.